Krishna, hai người đang kết nối mặt tâm thần. Cái sự trở lại hai mặt tâm hồn được kết nối trở lại, cái quá trình tin tưởng lẫn nhau đang trở lại, đang trong cái tiến trình tin tưởng lẫn nhau, hai người chuẩn bị kết nối trở lại nè. Thấy không? Reconnect nè. Trời ơi, nó hợp với bạn. Lá bài 100 lá đó, mà tại sao nó hợp với năng lượng trái bài quá vậy? Tôi thích ra cái gì ra mà để tôi có thể nói được nhiều hơn. Ra dễ thương thì sao nói. Ở đây cho thấy, trời ơi, nó sẽ đánh dấu trở lại. Thấy chữ rì nè. Chữ rì là lúc nào là trở lại nha. Nó sẽ đánh dấu là trở lại mối quan hệ của hai người. Mọi thứ, bây giờ hãy nhớ mọi thứ gì? Mối quan hệ để trở lại nha. Cái mối quan hệ của bạn trở lại, có sự cam kết về mặt tâm hồn. Nó quá đẹp rồi, không biết nói gì luôn á. Kỳ vậy ta, phải gì ra mà chút xíu đi. Im toàn dễ thương quá vậy anh đi, anh kia. Trời ơi. Ở đây tại vì sao? Tại vì cái sự sức mạnh của tình yêu nó khiến cho hai bạn hút vào nhau. Các bạn giống như vẽ lên một cái rất đẹp về cái linh hồn của hai người. Thôi cạn lời với trái bài này luôn đó. Cái gì mà đẹp thì đâu tôi đu vậy trời. Để mình coi cái gì chúc phúc cho tình cảm hai bạn nha. Mình xem thử là cái điều gì đang chúc phúc cho tình cảm của hai bạn. Mình xem cho đi, chúc phúc đi ha. Ở lại cái này đi. Cái mối liên hệ này, cái tình cảm lãng mạn của hai bạn nó đang tiến triển cho tới khúc nào này. Cái gì mà đẹp quá vậy? Trời ơi, xin vía đi mọi người. Mình xin vía cái trải bài này đó. Đẹp quá. Xin năng lượng. Lửa nè, trời ơi. Đáng để đợi kìa kìa. Họ nói là các bạn đợi chờ rất là xứng đáng nè. Nó đúng y luôn của trái bài. Tại sao mình có thể bóc bài ra vậy trời? Vũ trụ có nói là khi bạn đợi như vậy rất đáng nha. Bởi vì những cái đợi chờ các bạn, bạn đã thực sự là thành công trong cái việc đợi chờ cái tình yêu này. Trời ơi, gì mà đúng quá vậy. Nãy giờ đi tìm một lá bài xấu đó mọi người. Mình cố tình tìm một lá bài xấu nãy giờ luôn đó. Chứ không phải mình tốt lành gì đâu mà không ra là không ra. Mọi người thấy không? Mình muốn thử có phải thiệt không đó. Tức ghê luôn. Tại sao tốt vậy? Tôi không chấp nhận cái chuyện tốt như vậy. Họ nói nè, đừng có sợ nữa. Cái vấn tình yêu này nó rất an toàn cho bạn. Bây giờ mình mở cái cửa trái tim ra đi. Mình cho và nhận đi. Bởi vì cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn có được tất cả mọi thứ. Tới là vũ trụ cũng nói cái mối tình này an toàn nữa kìa. Hồi nãy giờ mình cố tình tìm cái bài xấu đó mọi người mà có ra đâu. Nên xin ví đi, lấy ví cái bài này mọi người rất đẹp đó. Rồi, hết cái đi xem rồi. Mình tìm... mình xem cái sự thật còn ẩn giấu trong mối tình này là gì. Đúng không? Tại vì có thể là tốt như vậy, nhưng mà mặt trái trong đầu họ suy nghĩ cái gì? Cái mặt tối của họ muốn cái gì? Mình sử dụng lá bài nè. Sự thật còn ẩn giấu sao nè. Xong cái này là thôi nha mọi người. Nhiều quá rồi, 10 bộ rồi đó. Sự thật còn ẩn giấu sau là gì? Tôi không tin là anh người tên tốt như vậy thiệt. Tại sao bỏ tôi đi như vậy mà bây giờ trở về mà đẹp quá vậy? Tôi nghi ngờ cái đẹp này. Muốn biết sự thật là gì, xin vũ trụ cho biết sự thật của mối quan hệ này. Xin cho cái gì còn ẩn giấu trong sâu thẳm của con người này. Họ nói là họ biết chính xác cái gì họ đang làm. Có ghê không? Lạ như biết ý suy nghĩ của tôi hay sao? Trả lời chắc chắn cũng vậy. Trời ơi, tới giờ cũng chưa tìm thấy cái xấu đâu mọi người. Họ
Trời ơi, ngồi nói nè, bây giờ là tôi ước rằng tôi có thể share những cái tin tức tốt lành với bạn. Tại sao vậy? Tới bây giờ cũng còn như vậy nữa. Sao tốt không vậy? Mở bài cuối cùng nha. Trời ơi, họ muốn là hơn mức tình bạn kìa. Một cái trả bài mà tốt quá vậy, tôi không có tin nó tốt quá vậy. Chà, coi gì tiếp. Nó tốt quá không được. Tại mình phải thấy được cái mặt trái của nó chứ, chứ như vậy nó không đúng, nó không đúng. Để mình lấy cái bao bài ra. Rồi. Mình sử dụng cái bao bài này. Bao bài này là bao bài về âm dương, tại cái mặt tối mặt sáng nó có cái ẩn dấu thật sự tốt thật sự thôi. Rồi, dịch mặt mà dịch mặt không được tức các bạn. Sự thật ẩn giống sao cái rồi, tại sao vậy? Tới bây giờ cũng chưa lộ bộ mặt ra được, cứ tốt vậy là không có được, cảm thấy là hơi kỳ kỳ. Trời ơi, họ nói bây giờ họ tìm được bản thân của họ rồi, bây giờ phải chấp nhận họ thôi. Ngủ kìa, chán ghê, hợp với trái bài của chị mới chế trăm lá nè, nó dày cui gì nè mà ra lá gì đó, tức ghê không. Lì ha, người này cũng lì lắm bạn, cũng ý chí, cũng kiên cường, tới phút chống chọi tới phút cuối cùng luôn. Họ nói là họ đang có theo dõi bạn đó, họ theo dõi cái cuộc sống bạn hàng ngày luôn, và họ đang rất là dính chặt với theo dõi, kiểu như cái người này họ vẫn theo dõi bạn hàng ngày qua Facebook và mạng xã hội, và họ rất là thứng, nhưng mà biết hết tất cả gì bạn, họ biết hết đó. Cũng chưa dịch mặt được nữa chứ, tức quá. Ở đây họ nói là cái bề ngoài họ lạnh lùng vậy, chứ thật sự họ đang rất là hy vọng về mối tình này. Họ hy vọng có thể kết nối với nhau một lần nữa. Là sao? Trời ơi, gì tốt quá vậy? Rất tốt luôn á. Chắc mình kết thúc cho bài đây mọi người. Tại vì có đi làm tiếp tục chăng nữa thì nó cũng vậy à. Nói chung là bây giờ mình lấy vía đi. Họ có trở về mình cũng nên chào đón, hay bỏ cái quán giận của mình ra bên. Thôi bây giờ mình xem cái gì còn cản trở cái lòng của các bạn nha. Mình xem thử là cái gì mà các bạn còn cảm thấy bị vướng mắc về cái người này. Nãy giờ coi họ không, để coi bạn vướng mắc về cái gì. Dướng mắt hả? Để lấy bộ bài này dướng mắt. Cái dướng mắt nào mà các bạn đang gặp phải trong tình cảm này? Bộ bài tình yêu. Giờ là về phía bạn này, mình xem mình vướng mắc cái gì trong mối tình này. Đây là năng lượng của bạn nha. Xem thử là các bạn còn vướng mắc gì, cái mối tình này là cái gì, cái gì mà chúng ta chưa gỡ bỏ được. Ở đây cho thấy, trời ơi, mối quan hệ đúng rồi, Teamland má ơi, là bạn cảm thấy sự kết nối với tinh thần của hai người rất là mạnh, bỏ không được, là với trà thêm len á, linh hồn song sinh á, cũng không, cũng tốt nữa. Nhưng bạn muốn dạy cho một người bài học, bạn mới hả dạ. Cái kiểu mình cũng chưa có buông bỏ được, mà mình muốn phải dạy cho cái người này một bài học, chứ không có để cho mọi thứ trôi qua vậy được. Bạn không có cho phép cái chuyện này. Giống như kiểu là cái người này bỏ bạn ra đi, bạn muốn cái người này phải hái một bài học, phải làm cái gì đó hối lỗi bạn mới hài lòng.
Bây giờ nè, bây giờ họ nói là bây giờ là cái người này họ phải biết ơn vì cái chuyện hồi xưa giờ xảy ra chứ. Phải thấy là mọi thứ là phải biết ơn về cái chuyện mình có được hạnh phúc hồi đó. Bây giờ ở hiện tại hồi xưa có được tại sao không trân quý. Các bạn nói là bây giờ mình cũng còn ghim chuyện cũ lắm. Phải về phải biết ơn tôi đi thì tôi mới hài lòng. Trời, chúng mình cũng dữ dằn quá. Mấy bạn cũng hấp dẫn à. Ở đây nè, đây các bạn đang đóng cửa chặt trái tim mình lại. Các bạn không có muốn mở cửa trái tim mình ra, bởi vì các bạn không có muốn người hãy nhìn mình lại một lần nữa. Trời ơi, người ta quay về mà các bạn còn năng lượng là oán giận nha, còn năng lượng là không muốn mở cửa trái tim nha. Trời ơi, qua cái năng lượng này hình như là cái gì. Mở cửa trái tim người ta bước vô đi kìa, người ta cầm đi nước vô kìa mấy chế ơi. Có tối ngày tập trung đóng cửa không à? Cái gì? Cho thấy cái sự khoảng cách giữa hai bạn đang diễn ra. Bạn cảm thấy là cái khoảng cách này là cái điều cần thiết để cho họ thấy cái gì mà họ cần trong mối quan hệ. Họ phải trưởng thành chứ. Làm tôi đau khổ bây giờ tôi phải có cái gì đó cho người thấy một bài học. Và cái người này phải được trừng trị thì tôi mới hài lòng. Tâm lý quán giận quá vậy mấy chế. Tự nhiên qua đây cái nó quán giận hơn liền vậy. Có phải mấy chế đang nghĩ gì không vậy? Hả? Tại sao kỳ vậy? Cái năng lượng ngộ vậy? Năng lượng hơi hung dữ nha. Nè, ở đây cho thấy là bây giờ các bạn phải làm việc với bóng tối của mình nè. Các bạn phải chấp nhận cái việc này. Chứ không phải là các bạn cứ bây giờ cứ muốn dạy người ta bài học hoài là không được. Khi mà tâm lý quán giận, cái chuyện cũ còn ghim trong lòng vậy hoài thì không hạnh phúc đâu nha. Trời ơi, sao qua đây cái năng lượng nó negative quá vậy? Tiêu cực lắm luôn mọi người ơi, tại sao vậy? 100 lá bài đó mấy chế. Mà mấy chế là nghĩ bây giờ phải dạy người này một bài học. Cái khoảng cách này phải học cái gì đó, phải xin lỗi tôi đi, chứ tôi không chấp nhận. Và không mở cửa trái tim, không cho vuốt vào luôn. Trời ơi, ngộ quá, tức quá vậy. Cái cuối cùng nha, mấy chế cũng cứng đầu quá. Trời ơi, người ta muốn quay về mà mấy chế không cho quay về luôn. Hung dữ quá. Nè, vũ trụ nói nè, bây giờ là làm ơn làm phước cân bằng lại sức khỏe tinh thần của mình đi. Bị khùng hồi xưa giờ bây giờ bị khùng thiệt thôi hả? Làm ơn bây giờ phải cân bằng lại về thể chất, cảm xúc, tinh thần của mình thì tình yêu nó mới trở lại nha. Chứ người ta về mà oán giận mà trách hờn nữa thì làm sao mà yêu được. Tự nhiên qua đây cái năng lượng nó khác liền nha. Trời ơi, ngộ nha. Trời ơi, tôi tưởng mấy người yêu thương lắm, ăn là mấy người cũng cùng ghim chuyện cũ. Trời ơi, gì kỳ vậy ta? Nè, làm ơn đi nè. Bây giờ chỉ có bạn là cái người muốn tiến tới hay là lúc luôn là do bạn thôi. Mình có dám bước qua cái sự hờn giận của mình, cái quen ức mình. Mình có muốn không? Muốn nhận cái phần thưởng này thì làm ơn làm phước đó. Hãy bước ra khỏi cái vùng mà quán giận, cái vùng còn hận thù mình đi thì mới có hạnh phúc. Còn không là không có nhận được phần thưởng nha. Mấy chế nhận hết với bài xấu của lá bài. Cái bộ bài này là tốt lắm nha. Cái bộ bài là tình yêu không á. Mấy chế nhận hết những lá xấu không á. Tiếc sao? Tiếc là chúng ta vẫn còn tâm lý quán giận. Chúng ta cũng không có muốn tha thứ. Chúng ta vẫn còn ghim.